Seneca, một hiện tượng HD có nói là rất ẩn mà lại bị mọi người lãng quên. Vì sao? Vì hiện tượng này có cái chí huy cũng nhìn nhìn có vẻ khá là cồng kềnh. Thì sắp tới thì Seneca sẽ có một bộ phim riêng, đó là Ivor, phim siêu Việt, mong sẽ cải thiện cái màn hình của Seneca cũng giúp mọi người chơi hiện tượng này hơn. Vì hiện tượng này thì một thời gian mình đã chai hát hiện tượng này rất là nhiều, ở một cái giai đoạn là bản nói chung là mình có thể đè đa số là các HD luôn. Nhiều khi gặp đội hình là counter cũng như là một số đội hình công kích cứng như là Grab, hoặc là các khi mình dự pháo mình bị đứng yên, hoặc là một số tướng như Richter hoặc cơ động nó nhảy vào thì lúc đó mình phải trùng không xử lý được. Về về, về sát thương thì Celica với nó là sát thương về các nội tại chiêu số chiêu nào cũng bổ trợ sát thương cho Celica, là từ chiêu 1 cho tới chiêu 2, chiêu 3. Về nội tại của Seneca là bắn đồ, bắn dồn. Khi Seneca bắn trúng địch sẽ tăng 3% chí 3% tỷ lệ chí mạng và 80% công lực trong vòng 1,5 giây, cộng dồn tối đa là 5 lần và không ảnh hưởng với rừng xung quanh, thì ảnh hưởng đến tướng và quái trên mặt trận. Về skill 1 khi mình định vị thì chiêu này khá là hữu ích khi giúp Seneca có thể, khi chúng ta đặt trong mũi ta có thể check map và chúng ta có thể làm giảm giáp của mục tiêu và tăng lượng giáp cho bản thân. Và chiêu này solo thì mình thấy khá là tốt đấy. Về chiêu bùng nổ sẽ tăng gia tăng tốc chạy cho Seneca, tăng 80% tốc chạy trong 2 giây và giảm dần thêm thời gian. Và nó có tác dụng là phá hủy trạng thái báo vàng là chiêu 3. Thì nội tại chiêu một ưu điểm đó là nội tại tăng công vật lý, tăng từ 60 tới 90 công vật lý cho Seneca. Từ chiêu từ nội tại cho tới chiêu 2 đã tăng công vật lý và tỷ lệ chí mạng. Thì Seneca mang một lượng sát thương có lẽ là last game hay là gọi là rất là lớn. Từ chiêu 3 phá hồng công dùng để công địch ở các trạng thái từ xa, Seneca mở ra thế báo vàng trong vòng 15 giây, tăng giáp phép và giáp vật lý nhưng không thể di chuyển. Thì bất lợi là sẽ bị các tướng nhờ Grab có thể kéo từ có thể kéo về đồng địch và chúng ta có thể khó mà xử lý được. Và đòn bắn này tối đa cũng cộng có thể bắn được 7 lần. Về trang bị hợp với Seneca thì cũng như bao giáo thủ thì trang bị này là Utility đầu tiên. Giày mình nghĩ là không thể thiếu là giày tốc đánh. Nếu mà chúng ta lên giày kiên cường thì Seneca giảm một lượng tốc bắn rồi là thằng game chẳng có chơi. Tiếp theo là thanh kiếm, cung tà ma và cuối cùng vàng, tiếp cuối món cuối cùng là Uramasa. Thì về quân hiệu thì chúng ta phải đem trên lưng, thì chiêu 3 kết hợp với chiêu 3 thì sẽ mang một lượng công hiệu từ rất là xa cho Seneca. Về chỉ số thì mình thấy Seneca là một vị tướng có tiềm năng sắp tới. Nếu mà có trang bị skin Evo thì mình nghĩ Seneca sẽ trở lại trong môi trường Liên Quân. Thì team trận tướng này mình hết. Ok, chào các bạn nhé.